Hãy đem phòng bản gốc đầy đủ hơn và không bị trùng lặp vào. Hãy liên hệ số điện thoại 0708252799 để gặp Thuận để được tư vấn thêm. Nên em lưu ý những bản nhạc có tiếng chuông, trường, sóc và các loại thứ gì nhỏ vân vân đều là những bản nhạc được trải nghiệm thực tế, luôn được đổi mới để tránh việc nhồi tiếng kém hiệu quả. Hơn hẳn những tiếng âm thanh bậy mà anh em tải trên mạng về. Nếu anh em thấy hay thì hãy like và subscribe đăng ký kênh bên bạn của em, để lại bình luận bên dưới và thêm ý kiến cho em để bên em phát huy nhiều hơn.